Kính thưa anh chị em Chúng ta vừa cử hành phụng vụ lời Chúa Và hội thánh đã dọn sẵn cho các tín hữu Trong đêm vọng phục sinh này Được lắng nghe 9 bài kinh thánh Gồm 7 bài cứu ước và hai bài tân ước Với đáp ca và lời nguyện rất long trọng Tuy nhiên rất nhiều nơi Theo sự cho phép của giáo hội Vì hoàn cảnh mục vụ đã có thể giảm bớt số bài đọc cũ ước nhưng ít nhất cũng phải đọc hai bài cũ ước mà không được bỏ bài sách xuất hành chương 14 về việc dân chúa vượt qua biển đỏ. Nếu như đọc tất cả những bài kinh thánh như giáo hội chọn, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nên con người như đỉnh cao của tạo thành là con cái của một cha trên trời là dân của thiên chúa để sống thành một gia đình trong vũ trụ này và để thực hiện điều đó ngài đã muốn dẫn mọi người trên con đường kỳ diệu mà chúng ta có thể gọi đó là con đường không biên giới nhưng thưa anh chị em khi nói thế hẳn người ta sẽ nói rằng thế gian này làm gì có con đường không biên giới làm gì có con đường bao phủ toàn cõi địa cầu có mặt trong toàn thể thời gian và đến hết đến được hết với mọi con người. Bởi khi nói về đường thì người ta nghĩ ngay đến là đường đi đâu, đường của nước nào, đường dài ngắn bao nhiêu, phát xuất từ chỗ nào và dẫn đến chỗ nào. Ấy là chưa nói đến đường dành riêng cho thú vật, cho người đi bộ, cho xe đạp, xe máy, cho xe hơi chưa kể những con đường khác như đường sông, đường biển, đường hàng không vân vân. Tắt một lời đã là đường thì ắt là phải được giới hạn, định vị bằng một đơn vị đo lường. Đã là đường thì không thể thiếu ranh giới, không thể thiếu biên cương. Vì thế khi nói đến con đường không biên giới thì người ta khó có thể quan niệm đó là con đường của con người mà thường nghĩ là con đường viễn tưởng huyền hoặc con đường mơ ước vu vơ dĩ nhiên đó cũng là nhận định của con người từ chính cái kinh nghiệm sống của họ trong một thực tế của đời sống mà rất cần được cứu chuộc này nhưng chính thiên chúa đã mở ra con đường không biên giới này ngài đã mở ra con đường không biên giới một cách lâu dài và tiệm tiến khởi từ bước à, thứ nhất của buổi đầu tạo dựng khi con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được sống hạnh phúc trong ân nghĩa cha con với Ngài như trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe. Rồi Abraham được gọi lên đường đến với Thiên Chúa mà Thiên Chúa chỉ cho ông vì ông được chọn làm tổ phụ của một dân riêng đông đảo như sao trời, nhiều như các biển. Như trong bài đọc thứ hai, nếu chúng ta đọc rồi tiếp đến là dân riêng được giải phóng ra khỏi ép nô lệ ai cập và vượt qua biển đỏ mà bàn chân vẫn ráo khô như trong bài xuất hành chúng ta vừa nghe rồi dân riêng ấy quên lời thề đã phản bội và bỏ thiên chúa nhưng dù thế nào đi nữa ngài vẫn thương và dắt đưa họ trở về như trong bài đọc thứ bốn và mãi mãi thiên chúa là nguồn nước đã làm giải khát cơn khát của dân ngài trong bài đọc thứ năm rồi cũng như muôn đời Thiên Chúa bảo đảm ơn bình an Cho những ai đi trên đường lối của Ngài Trong bài đọc thứ sáu Rồi chính Thiên Chúa sẽ đoàn tụ con dân của Ngài Lưu lạc khắp muôn phương Và đưa tất cả về đất của Ngài Đã chọn cho dân của Ngài Như trong bài sách Ezekiel chúng ta vừa nghe lúc nãy Và quả thực Thiên Chúa đã chuẩn bị con đường không biên giới của Ngài Bằng một quá trình rất lâu dài với dân riêng nhưng con đường ấy Thiên Chúa đã không thực hiện một mình, trái lại Ngài muốn cùng con người thực hiện để con người không cái con đường không biên giới ấy trở thành con đường của Thiên Chúa và của con người. Con đường của Thiên Chúa và của con người đã thực hiện khi ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người như con người và sống chết với con người để con người được sống được chết, được sống lại mãi mãi với Thiên Chúa Và chỉ với khả năng sống chết cho nhau, thuộc về nhau trọn vẹn Thì con người và Thiên Chúa mới có thể cùng thực hiện con đường cứu độ Không biên giới mà Đức Giêsu đã mong đợi Quả thực khi nói sống và chết cùng nhau Người ta hiểu rằng chỉ có tình yêu mới có thể thúc đẩy hai người chấp nhận Sống và chết cùng với nhau đến cùng khi sẵn sàng sống như con người và chết cho con người Đức Giêsu đã biểu lộ một tình yêu tuyệt đối khi hiến mạng sống mình cho con người mà Ngài yêu thương để Thiên Chúa và con người thuộc về nhau nên một với nhau tháp nhập với nhau nhất là để con người được sống lại với Ngài để cùng Ngài thực hiện con đường không biên giới như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà chúng ta cũng vừa nghe đọc Ngài nói rằng anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Giêsu Kitô là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao và được dìm vào trong cái chết của người chúng ta cũng được mai táng với người bởi thế cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới thật vậy vì chúng ta nên một với Đức Kitô và nhờ được chết như người đã chết thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Được sống lại như Đức Giêsu Kitô sống lại vì chúng ta đã chết với Ngài ở cuối đường tử nạn, nhưng cuối đường tử nạn không phải là đường cùng, cũng chưa phải là đích. Trái lại, cuối đường tử nạn là con đường mới được mở ra. Con đường không biên giới của Đức Giêsu phục sinh Con đường Ngài cùng các môn đệ ra đi từ Galile Nơi Ngài hẹn gặp các ông sau khi sống lại Như trình thuật của Matthew mà chúng ta vừa nghe Sau ngày sa bát Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng Thì bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ các bà gặp một thiên thần và thiên thần lên tiếng bảo các bà Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu xu đấng bị đóng đinh Người không có ở đây Vì người đã trỗi dậy như lời người đã nói Các bà đến mà xem chỗ người nằm Rồi mau về nói với môn đệ của người thế này Người đã trỗi dậy từ cõi chết Và người đi ga lê trước các ông Ở đó các ông sẽ được thấy người Thưa anh chị em Qua đó chúng ta thấy sứ điệp phục sinh của các thiên thần rất rõ Người không có ở đây bởi vì mộ phần không là chỗ của người sống, nhưng con đường mới, con đường mới là không gian cho người sống sinh hoạt, vì sống là lên đường, sống là bước đi, sống là thực hiện hành trình cuộc đời. Người cũng không có ở đây bởi vì đây chỉ là nơi dừng chân chứ không là đích tới bởi một con đường không biên giới vừa được mở ra từ biến cố sống lại của Chúa Giêsu. Nhưng người phải đi Galilee, bởi vì Galilee là đất của mọi dân tộc ra vào, Galilee là vùng bỏ ngỏ cho mọi sắc dân chủng tộc đi lại, Galilee là miền quy tụ gặp gỡ của mọi nền văn hóa, Galilee là nơi Chúa Giêsu chọn sống cuộc đời ẩn dọc gần 30 năm và nhất là Ngài đã khai trương con đường cứu độ không biên giới của Ngài, con đường đến với muôn dân của mọi thời mọi nơi. Galile là điểm hẹn của Đức Giêsu phục sinh với các môn đệ, không phải hẹn để kể chuyện chết chóc vai tán, nhưng hẹn để sai đi. Thầy đã được tao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như thế, biến cố phục sinh của Đức Giêsu đã mở ra con đường không biên giới đến với muôn dân của mọi thời ở mọi nơi, bất phân ở uh, chủng tộc, màu da, giai cấp, trình độ, văn hóa, chính kiến, vân vân. Con đường không biên giới vì không dừng ở một hạn chế nào, không bị ngăn cấm bởi một hàng rào nào, không bị kiểm tra ở một bất cứ một trạm gác nào và không phân biệt kỳ thị loại trừ bất cứ ai con đường không biên giới khi bao trùm tất cả toàn bộ toàn phần thời gian và không gian con đường không biên giới khi không một con người nào từ khai sinh lập địa từ khai sinh lập địa cho đến tận thế không có chỗ trên con đường này và không được chúc phúc cứu độ nhờ lời hứa Chúa ở lại cho đến với họ đến tận cùng thế giới trên con đường truyền giáo không biên giới đến với muôn dân của Đức Giêsu. Thực vậy, nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, trong đó người tín hữu được dìm mình vào vào như kiểu nói của Thánh Phaolô sẽ chỉ có giá trị khi người tin theo Đức Giêsu đi về miền Galile nơi Đức Giêsu hẹn gặp họ để cùng ngài thực hiện con đường không biên giới đến với muôn dân loan báo tin mừng tin mừng Chúa đã chết và đã sống lại, Ngài là đấng cứu độ duy nhất cho nhân loại được sống và hạnh phúc đời đời. Kính thưa anh chị em, lại đã bao nhiêu lần chúng ta cử hành tưởng niệm và bước theo đường thánh giá của Chúa Giêsu, cũng như biết bao nhiêu lần chúng ta đã mừng Chúa phục sinh, với biết bao nhiêu tổ chức rầm rộ bên ngoài, nhưng dường như chúng ta vẫn còn chưa hiểu được con đường không biên giới mà Chúa đã mở ra và hằng muốn chúng ta lên đường với Đức Giêsu. Vẫn còn đó biết bao nhiêu những khác biệt với tinh thần của Chúa, vẫn có rất nhiều những ngăn cách rào cản, những áp bức, những tranh giành giữa con người với nhau về nhiều phương diện, thậm chí giữa những người cùng gia đình, cùng cộng đoàn, cùng tín ngưỡng, cùng tôn giáo, cùng lý tưởng đã gây ra biết bao nhiêu chết chóc, đau thương đe dọa hủy diệt thế giới Có lẽ cũng phải nói thêm rằng Chính vì con người không muốn đi con đường của Chúa Mà chỉ muốn đi con đường riêng đầy ích kỷ tàn bạo của mình Mà cả thiên nhiên vũ trụ này là mái nhà chung Cũng bị hủy hoại gây tan thương cho con người không xiết Nhưng thưa anh chị em Dường như phải có virus corona đến đồng hành với Chúa Giêsu trong dịp này, trong mùa chay, mùa khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta mới thấy tình hình như có những biến chuyển như cha Cantalamessa, một vị giảng thuyết của phụ giáo hoàng, người đã giảng thay cho Đức Francisco trong buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu chiều hôm qua, ngài đã nhận định rằng virus corona không biết biên cương và trong khoảnh khắc nó đã phá đổ mọi hàng rào phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, ý thức hệ, giàu nghèo, quyền lực, vân vân. Nó giúp chúng ta xích lại gần nhau và muốn dắt dìu nhau đi theo Đức Giêsu trên con đường không biên giới để đạt tới sự hiệp nhất yêu thương hầu có thể sống hạnh phúc nước trời như ý của Thiên Chúa khi tạo dựng con người chúng ta xin ánh sáng phục sinh của chúa thắp sáng lòng mọi con cái của chúa và tỏa chiếu những bóng đen tỏa chiếu trên những bóng đen khổ đau vì tội lỗi cách riêng vì nạn dịch đe dọa thế giới amen